Hello, chào các em nha. Và những audio trong video hôm nay được sẽ mang đến cho anh em mà một cục đẩy cực kỳ xuất sắc ở phân khúc giá rẻ. Cục đẩy này sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Roland và tên model là SA1200. Là một cục đẩy mà một mức công suất vẫn là kinh khủng khiếp mà lên tận là 300W. Đặc biệt là nó trang bị ta tổng cộng là 4 con sò xanh kim 2 bit để mà khuếch đại âm thanh nha anh em. Và đặc biệt là con này thì nó chỉ ở phân khúc giá rẻ thôi mà, nên được rất là nhiều anh em ưa chuộng. Mà con này có một cái thiết kế rất là đẹp và bắt mắt, thì nó sẽ có hai cái giỏ led để eo điều nhạc hai bên ở đây nha anh em. Đây, test luôn cho anh em cùng xem. Đây, anh em sẽ thấy là nó sẽ nhảy theo điệu nhạc cho anh em. Đêm nay anh đưa em về, đường phía sau trời lấp lánh. Dòng này phải đáp ứng được đầy đủ với nhu cầu của anh em từ nghe nhạc, karaoke, của anh em chơi loa sức, chơi mono, nó đều làm rất là tốt anh em à. Đây mời anh em cùng xem qua về hình thức cũng như về thiết kế dòng sản phẩm này. Con này là hàng mà nhập vừa về đấy mà, và hình thức là còn khoảng là 85% anh em. Đây thiết kế mặt trước thì sẽ bao gồm là một nút nguồn và hai nút với điều chỉnh volume nha anh em. Đây cục đẩy của nó sẽ có hai channel và hai bên những dòng sản phẩm này là hai cái nhôm tĩnh nhiệt cho anh em, và nó sẽ chứa sò bên trong. Con này nó sẽ có thiết kế là không có quạt tĩnh nhiệt cho anh em, nên nó hoạt động thì nó sẽ không có đồ ồn ào, rất thoải mái để cho anh em sử dụng. Còn về mặt sau trong sản phẩm này thì đầu tiên chúng ta sẽ nó tem trước nha anh em. Đây con này sẽ có điện 100V, công suất tiêu thụ điện 128W, tên model là SA1200, công suất ra loa của nó là 300W nha anh em. Ở bên đây anh em sẽ thấy là cái cổng để mà máy tín hiệu anh em. Đầu tiên là chúng ta sẽ có 4 chập loa. Ở bên đây là cái cổng để mà anh em cắm dây AV. Anh em mua mình đặt luôn cho anh em hai cái đầu jack chuyển từ 6 ly ra bung sen. Đây hai cái đầu jack này nha anh em. Đây là dây AV nha anh em, để cho anh em thể mà thoải mái kết nối với các thiết bị của anh em hơn. Và giá nhận để lại cho anh em phải nói là siêu tốt của anh em à, chỉ với 3.200.000 đồng thôi. Và nếu anh em mua thì anh em gọi điện thoại trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc là để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất. Còn về nội thất ở bên trong con này phải nói là siêu mới, siêu đẹp anh em. Con này sẽ trang bị là một tăng phô xuyến to bằng cái bát cơm nhưng mà rất là khủng luôn, chạy 4 tọa độ nguồn. Và hai bên đánh nhôm tĩnh nhiệt thì nó sẽ mỗi vế nó sẽ chứa là hai con sò xanh kim 2 vít anh em. Con này nó chỉ tổng cộng là 4 con. Và thôi không dài dòng nữa, mình bỏ ngay bài test sức âm của Rodan SA1200. Mở anh em. Ai đưa em về, về em trên em phố vắng. Đêm mai ai đưa em về, lệ ướt lòng lành. Đêm mai ông ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Đêm mai ông ai đưa về, người ơi xin đừng hờn dỗi. Đêm mai cô đơn đi về, xin người hãy nhớ tình tôi. Nói chung là chất âm và độ bung âm của này của nó là rất là hay, nhưng mà khả năng phối ghép loa của nó là rất là tốt. Những cặp loa mà tầm 3 tấc hoặc 2 tấc đổ lại thì con này đánh
rất là hay, không có điểm gì ở trên, nhưng mà em ghép thêm một cái mixer vào hát thì bé tại nhà nha anh em. Đây, sau cái dòng sản phẩm này thì anh em sẽ thấy là ngoài 4 chập loa này ra thì nó sẽ có thêm 2 cái chập loa này nữa để cho anh em phải mà chơi qua jack 6 ly nha anh em, chập loa mà chơi qua jack 6 ly. Ngoài ra nó còn có một cái cổng AV này để anh em mà chơi loa sub nữa anh em ạ. Nó là rất là tiện lợi vì cái này được trang bị ra và nó là đầy đủ các cổng ăn chơi, cổng nào cũng có công suất khủng và nó là rất là đã nha anh em. Anh em thấy sao về tổng quan của sản phẩm này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em theo cái kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.